Hello hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình nha. Thì vụ nổ súng của tướng khỉ tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã trôi qua 2 tuần rồi các bạn nhé. Cho đến ngày hôm nay thì đối tượng vẫn đang bỏ trốn, không chịu hợp tác với cơ quan công an. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và truy bắt nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả. Thì video này mình xin được cập nhật một số thông tin mới nhất về vụ án. Xin mời các bạn cùng đón xem nhé. Trước khi bắt đầu video thì xin các bạn vui lòng bấm like, nhấn nút đăng ký và share video để ủng hộ kênh giùm mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì liên quan đến vụ nhóm của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải livestream trên mạng xã hội về hành trình đi tìm gặp tướng khỉ để dàn xếp đầu thú, thì bắt nguồn từ một cuộc gọi mạo danh, công an Bình Dương đã mời làm việc thêm 5 người nhé các bạn. Ngày 12 tháng 2, nguồn tin của phóng viên thanh niên cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương mới đây đã cho mời 5 người đi cùng với ông Nguyễn Thanh Hải liên quan đến vụ đi gặp tướng khỉ để dàn xếp đầu thú, bắt nguồn từ một cuộc gọi mạo danh tướng khỉ. Như thanh niên đã đưa tin, trước đó hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng 5 người khác từ Bình Dương sang xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để đi gặp Lê Quốc Tấn, tức Tuấn Khỉ. Thông tin và hành trình này được phát trực tiếp livestream trên mạng xã hội gây xôn xao cộng đồng mạng. Nguồn tin của phóng viên thanh niên cho biết công an đã làm rõ các thông tin đối với 5 người trên. Tại vì sao tham gia đi cùng ông Hải? Vì sao livestream trên mạng xã hội? Trước đó chiều ngày 4 tháng 2, ông Nguyễn Thanh Hải, thường được gọi là hiệp sĩ đường phố, đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương để bổ sung quy trình tố giác tội phạm. Và sau đó, sau vụ có kẻ mạo danh Lê Quốc Tấn, tức Tuấn Khỉ ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi, gọi điện cho ông Hải, ngỏ ý được dẫn về gặp vợ con lần cuối trước khi ra cơ quan đầu thú. Và hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã nói gì? Trao đổi với phóng viên thanh niên, ông Nguyễn Thanh Hải tiếp tục khẳng định ông không hề dám dựng chuyện này. Ông Hải bày tỏ rất mong công an điều tra làm rõ ai đứng sau vụ mạo danh này. Ông Hải cũng cho rằng ông không thể hiểu được tại sao giấy mời ông lên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương để làm việc bổ sung quy trình lại xuất hiện trên Facebook nhanh thế. Ông Hải cho rằng việc này nhằm mục đích bôi nhọ uy tín cá nhân. Thì giờ trong ngày 11 tháng 2 á, thì nguồn tin của phóng viên thanh niên cho biết công an Bình Dương vẫn chưa nhận được hồ sơ chuyển lên từ công an tỉnh Cà Mau liên quan đến người nhận mình mạo danh tướng khỉ điện thoại cho ông Hải. Và mình xin cập nhật thêm một tí xíu thông tin là người nhận mạo danh tướng khỉ khai có người xúi dục nha các bạn. Thì liên quan đến thông tin một người ở Cà Mau đã nhận mình là người mạo danh tướng khỉ gọi điện cho hiệp sĩ Hải đề nghị dàn xếp đầu thú. Ngày 10 tháng 2, theo nguồn tin của phóng viên thanh niên, vụ việc được chuyển cho công an tỉnh Bình Dương thụ lý. Công an Cà Mau chỉ phối hợp với công an Bình Dương mời người có liên quan để xác minh làm rõ. Thì cũng theo cái nguồn tin này, khi mời lên làm việc, anh K, 21 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau cho biết mình được một người ở Cần Cuốc hướng dẫn cách mạo danh tướng khỉ để gọi cho hiệp sĩ Hải, nhưng khi cơ quan chức năng vào kiểm tra thì ở xã Khánh Hòa, huyện U Minh không có địa danh Cần Cuốc nhé các bạn, mà chỉ có địa danh Đường Cuốc, nhưng ở Đường Cuốc cũng không có ai có tên như anh K đã cung cấp. Các bạn hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment bên dưới các clip. Hẹn các bạn lại các clip sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.